Hello anh em nhá. Hôm nay em mới đi săn được một bé MT15 màu đen nhám, xe lướt đây, đi có 2.700 km thôi. Đen nhám hoặc là đen bóng gì đấy, nói chung là MT màu đen bao giờ nó cũng hot nhất trong tất cả các màu luôn. Xe này thì em biển Sài Gòn nhá, 59V, đăng ký 2022, đi 2.700. Con này thì em bán cho anh em với giá là 58.500.000. Đó. Dàn áo thì bọc keo nhá. Bọc keo hết luôn rồi. Anh em nào về chỉ cần lột ra một phát là đẹp cả trước cả sau luôn. Đây, mép keo vẫn còn. Xe này thì quá đẹp rồi. 2.000 cây mới đi về. Anh em nhìn ốc tán này, như mới luôn. Lốp zin, bánh trước bánh sau chưa mở luôn. Đây, cho anh em xem này, khu vực lốc này. Cam kết là nước sơn zin 100%. Chưa giảm tút, đã thế còn bọc keo nữa. À, chuẩn luôn, ốc tán này. Lâu lắm mới kiếm được mấy con 1-2.000 cây. Mấy nay toàn đi tầm cỡ 5-7-10.000 thôi. Đây, cho anh em xem lốp zin theo xe, bánh trước sau là chưa mở luôn nha, ốc tán là sáng trắng luôn, phuộc chuẩn chỉ luôn. Mà mới mua về thì nó đi nước thì nó hơi dính đất cát xíu, nhưng mà vẫn đẹp, lốc lác này. 58.500.000 nhé anh em. Lốp zin theo xe, bộ thắng zin theo xe, ốc cốt đằng sau chưa mở luôn. Vẽ rửa giấy cái là đẹp đét, hơi gầm bệ thì hơi dính tí cát đi thôi, thì trời mưa. Con này là cái hàng siêu lướt rồi, 1-2.000 cây. Anh em nào có nhu cầu mua thì cứ alo qua số 0974847553. Với cái mẫu này bên cửa hàng mình hiện tại đang còn khoảng 10 cái, giá nó dao động tầm 48 cho đến 58. Đó là con này đắt nhất rồi. 48 thì đi tầm khoảng 15-20.000 km nhé. Đó, ok, anh em nào cần tư vấn thêm thì cứ inbox Zalo nhé. Clip xin dừng tại đây thôi. Cảm ơn anh em đã coi đến cuối clip nha.